đây thì sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quyết định điều chỉnh bổ sung giá đất tại 15 quận huyện trong thành phố thì giá đất thực tế vẫn được đánh giá là thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Theo quyết định điều chỉnh này, giá đất tại 15 quận huyện trong thành phố sẽ được điều chỉnh bổ sung. Theo bản giá đất bổ sung ban hành, kèm theo quyết định 30, giá đất tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn nhiều lần so với giá thị trường. Không chỉ đối với giá đất, đối với các loại đất, mặt bằng đền bù tại nhiều khu vực cũng rất thấp. Luật đất đai cho phép chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần và nếu giá đất phổ biến trên thị trường tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giá tối thiểu thì chính phủ điều chỉnh khung giá đất. Tuy nhiên hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Horia cũng đã phản ánh Bản giá đất của thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo khung giá đất của chính phủ quy định ngay tại thời điểm năm 2015 thì cũng chỉ bằng khoảng 30% giá đất thị trường. Theo các chuyên gia, việc định giá đất thấp hơn giá thị trường sẽ dẫn đến tình trạng đền bù kéo dài, tổn hại kinh tế trong quá trình đầu tư. Vì tế Horia kiến nghị chính phủ bỏ quy định ban hành khung giá đất 5 năm một lần và giao toàn quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành bản giá đất để đảm bảo thực hiện nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.